Cụ thể, trong báo cáo triển vọng nhân đạo toàn cầu năm 2024 mới công bố, Liên Hợp Quốc đánh giá các cuộc xung đột, những tình huống khẩn cấp về khí hậu và sự sụp đổ của không ít nền kinh tế đang đè nặng lên nhóm những người dễ bị tổn thương nhất. Trong khi thế giới đang tập trung chú ý tới cuộc xung đột ở dải Gaza, toàn bộ khu vực Trung Đông, Sudan và Afghanistan cũng là những điểm nóng cần các chiến dịch cứu trợ nhân đạo quy mô lớn. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc lại phải giảm quy mô đợt huy động quỹ hàng năm và số lượng người sẽ được cứu trợ trong năm 2024 so với năm nay do hoạt động quyên góp giảm. Phó Tổng Thư ký Griffith cho biết Liên Hợp Quốc ước tính có 300 triệu người trên toàn thế giới cần được cứu trợ trong năm 2024, giảm so với con số 363 triệu người năm 2023. Dù vậy, các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng chỉ có thể hỗ trợ 180,5 triệu người trong số nêu trên và nhóm còn lại trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức cứu trợ và các tổ chức phi chính phủ khác. Bên cạnh đó, ông lo ngại biến đổi khí hậu có thể sẽ thay thế xung đột trở thành nguyên nhân khiến nhiều người cần hỗ trợ nhân đạo nhất. Hiện số trẻ em phải rời bỏ nơi sinh sống do biến đổi khí hậu còn nhiều hơn cả số trẻ em phải lánh nạn vì xung đột, điều này chưa từng có trong tiền lệ.